Xin chào các bạn, iFlix là chiếc điện thoại mà giới trẻ ai ai cũng muốn sở hữu nó. Nhưng với cái giá hơn 20 triệu Việt Nam đồng hiện tại đối với các bạn học sinh, sinh viên thì mơ không dám mơ. Đối với các bạn đi làm rồi phải có công việc ổn định và mức thu nhập cao mới dám bỏ tiền ra để mua. Bởi vì iFlix là chiếc điện thoại hiện tại nhất với công nghệ mới và đặc biệt chơi game đối quân mượt nhất hiện tại anh em ơi. Và giấc mơ không còn là giấc mơ nữa, nó có cơ hội trở thành hiện thực khi các bạn chơi Liên Quân Mobile vào ngày mùng 3 tháng 9, tức là tham gia sự kiện nhận iPhone X phiên bản Army vàng 24K từ ngày 26 đến tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9. Chi tiết sự kiện như nào các bạn cùng theo dõi video clip này thật kỹ nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn về tham gia sự kiện và cách nhận iPhone X nếu các bạn là người may mắn trong 3 bạn sở hữu được chiếc iPhone X này. Ok, đầu tiên các bạn vào sự kiện thú vị. Ở trong phần sự kiện các bạn sẽ thu thập huy hiệu Army bằng cách đăng nhập hàng ngày. Đó, mỗi ngày các bạn sẽ nhận được một huy hiệu từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 bằng cách đăng nhập. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống và thu thập huy hiệu bằng cách chơi hàng ngày. Các bạn mỗi ngày chơi một trận đánh thưởng hoặc đánh hạng, các bạn nhận thêm một huy hiệu Army. Ok, rồi. Và một cái kiểu thứ ba đó là các bạn từ ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 9 các bạn chỉ cần chơi cùng bạn bè sẽ nhận được một huy hiệu Army ở cuối trận đấu và tối đa một ngày nhận 4 huy hiệu Army. Như vậy tổng cộng các bạn có thể nhận được 30 huy hiệu Army. Sau đó đến ngày mùng 3 tháng 9 các bạn sẽ quy đổi huy hiệu Army ở phần đổi đường. Đó, các bạn sẽ đổi đương quà đặc biệt mùng 3 tháng 9 để sở hữu tối đa 10 đương quà đặc biệt. Khi mở cái đương quà đặc biệt này ra, các bạn sẽ có cơ hội nhận được chiếc iPhone X. Tuyệt vời không anh em ơi? Một chiếc iPhone X đặc biệt mạ vàng đấy. Rất đặc biệt cơ, rất đẹp, rất mới và chơi game với quân siêu mượt. Thực sự là giấc mơ, không phải là giấc mơ nữa mà nó có cơ hội trở thành hiện thực đối với các bạn may mắn. Nhớ nha, 3 bạn may mắn sẽ được chiếc iPhone X này. Khi các bạn nhận được chiếc iPhone X, nghĩa là mở ra cái biểu tượng iPhone X, thì các bạn sẽ làm các bước sau để nhận chiếc iPhone X. Ok, các bạn sẽ vào ứng dụng Gana. Rồi, ok, các bạn ấn vào chữ Mi này. Đó, các bạn kéo xuống, các bạn vào cài đặt. Các bạn vào hỗ trợ khách hàng, nghĩa là các bạn vào trung tâm hỗ trợ khách hàng bằng cách mình vừa chỉ xong, hoặc các bạn vào trang hỗ trợ.gana.vn. Rồi các bạn ấn vào chữ chat với chúng tôi. Ok, nó sẽ loát ra các bạn một cái form để các bạn nhập các thứ vào. Ok, đây các bạn nhập ví dụ mình nhập tên là Boba Vịt này. Ok. Rồi. Gmail thì các bạn có thể điền Gmail các bạn vào, số điện thoại các bạn điền số điện thoại các bạn vào. Ok, mình điền linh tinh thôi. Nói chung là mình chỉ làm ví dụ. Các bạn chọn game Liên Quân Mobile. Ok, bắt đầu trò chuyện. Đó, tập phòng dịch vụ khách hàng công ty Việt Nam Esports xanh số 2030. Xin chào, bạn cần hỗ trợ về đây gì? Các bạn gõ ngay cái từ đó là mình nhận được iPhone X. Đó, nhận. Ok. Nhận được iPhone X trong sự kiện mùng 3 tháng 9. Đó, các bạn gõ vào xong bạn chờ cái câu trả lời và các bạn sẽ có được người ta hướng dẫn các bạn là làm sao nhận được iPhone X. Các bạn đưa các địa chỉ để người ta sẽ liên lạc trực tiếp các bạn bằng số điện thoại nha. Ok, đó là cách nhận iPhone X khi các bạn may mắn trúng được. Ok, như vậy video của mình cũng đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi Liên Quân Mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSport là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp.
cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.